Singapore đang xin trân trọng giới thiệu sách mới kinh điển về chỉnh nha. Thousands by Mechanical Foundation of Mechanical Orthodontics, Second Edition, tác giả Hoàng Trung Trời. Giáo sư Charles Boston là người tiên phong trong lĩnh vực cơ sinh học chỉnh nha, và di sản của ông vẫn tồn tại trong ấn bản thứ hai của cuốn sách này với sự chỉ đạo của Dr. Hoàng Trung Trời. Cuốn sách giáo khoa này đã dạy cho hàng nghìn bác sĩ chỉnh nha về tầm quan trọng của việc giữ cơ chế sinh học để đảm bảo các chuyển động lành mạnh có thể được đánh thuốc được trong thực hành lâm sàng, và ấn bản mới này chắc chắn sẽ đạt được điều tương tự. Công nghệ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực chỉnh nha, nhưng không có công nghệ nào có thể thay thế được sự hiểu biết đúng đắn về cách di chuyển răng trong bộ máy nha chu và cách chúng có thể được đẩy hoặc kéo để đến được vị trí cần thiết. Và cuốn sách này là sự khác biệt giữa một bác sĩ chỉnh nha có thể di chuyển răng và một bác sĩ có thể lập kế hoạch cho các trường hợp có thể dự đoán được và đạt kết quả như mong đợi. Singapore đang xin trân trọng gửi đến với bác sĩ chỉnh nha biết thêm về cuốn sách này. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty Singapore Dental qua hotline để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất.